Ôi dồi ôi, xinh gái thế. Xinh gái thế nhỉ. Ôi dồi ôi. Xinh gái nhỉ. Mèo xinh gái nhỉ. Bụng phệ kìa. Phệ ốm dậy xong rồi giờ béo lắm nhỉ. Ốm dậy bắt đầu béo lại rồi đấy. Bụng phệ à, ghê gớm. Ghê gớm. Ghê gớm à. Dung nó đi. Dung nó đi. Chết mất rồi. Cái con này. Phệ. Phệ. Nhìn đây. Trời ơi, nhìn cái mặt ghét đi. Xinh gái nhỉ. Đó là mèo xinh gái nhỉ con nhỉ. Phải ốm cái là phải ốm cái xinh gái ngay nhỉ. Nhìn cái bụng nó kìa. Nâng cái bụng lên nào. Nâng lên xem nhìn cái bụng nào. Ôi. Xinh gái quá. Quay đây. Nhìn cái mặt. Này. Mèo. Múa đi. Múa em đi. Hai vệ sinh xinh. Hai vệ sinh. Mình ghét thế chứ. Vừa rồi bắt xong một bên rồi. Bắt xong một bên rồi. Bắt xong một bên rồi. Chết mất thôi. Để, bây giờ ngồi kiểu quý tộc. Ôi trời ơi. Xinh quá. Chơi với con này lắm nhá. Thích chơi với con này lắm nhá. Con phệ này nhá. Ghi gớm ấy. Mày đánh đá đi. Tao cứ trêu mày đấy. Tao cứ trêu đây. Giờ mày làm nào? Giờ mày làm như nào? Tao cứ thích trêu mày đây. Ờ, bây giờ mày như nào cơ? Tao thích đấy. Ừ. Mày cắn đi. Mày cắn đi, tao xem là cái con phệ này. Người mày sắp không nhìn thấy gọi là chân đâu rồi đấy. Toàn bụng thôi. Tao cứ thích đấy. Ừ. Cái loại chân ngắn. Mông thì to. Trời ơi. Nó ghét đấy. Nó ghét đấy. Nhưng mà tao cứ thích trêu mày đấy. Mày làm gì được, mày làm đi. Ai mà xinh? Ai mà xinh thì người ta trêu. Xinh người ta trêu làm gì? Cái mắt tôi nhìn cứ như kiểu kẻ mắt đi kìa. Như kẻ ai lên đâu nhỉ. Ghét rồi. Ghét rồi. Ai làm gì kiểu khó chịu lắm rồi đấy. Bực mình lắm rồi đấy. Khó chịu. Chết cha mày chưa. Trêu nữa nhỉ. Ủa mày.